chữ chữ C này thì người ta đặt là Hùng Vương. Những cái đường ở đây rất là rộng rãi và mình có thể đậu xe ở đường luôn nha. Ở chữ C này rất là hay, là có những cái khoảng cái chỗ là đường này, người ta làm những cái chỗ mình có thể đậu xe hơi xe máy rất là tuyệt vời. Ở đây có gì thấy là Thế Giới Di Động này, Cốc Mát, Bắc Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, FPT, ngân hàng, các loại ngân hàng ở đây. Đây là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này chị. Chữ C này rất là phát triển và đầy đủ tiện ích cho chúng ta sống rồi, không cần phải đi đâu. Nên là xin chào các anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái căn nhà gỗ và một cái lô đất vườn ở đây, ở ngay thị xã Chư Sê nha các chị. Cái lô đất này nó cách trung tâm chỉ khoảng 3 km thôi các chị nha. Và sau đây mình cùng theo dõi cái video này. Hiện tại mình đang đứng ở nhà văn hóa xã Yê Blang, thôn Văn Hóa 2. Và đây là đường nhựa này các chị. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái lô đất vườn gần 4 sào, có nhà sẵn và có một thô sẵn các chị nha. Đây, dân cư rất là đông đúc, học sinh đi học ầm ầm luôn. Và cái lô đất của mình nó nằm ở đường này này. Đường này vô khoảng tầm 200m là tới đất của mình mặt tiền cái đường này luôn. Đấy, đường này sẽ mở rộng đi về Chư Bứ nhỉ. Đường này sẽ nối thẳng với đường Chư Bứ. Đây các chị thấy học sinh đi lại rất là mập luôn. Trên đây là có trường học này. Rồi nhà mình cách trường học chỉ khoảng tầm trong bán kính khoảng 500m là có đầy đủ hết này. Đấy, và cái lô đất này là có chiều ngang là bám mặt đường này là 30m và chiều sâu khoảng hơn 100m. Tổng cộng là gần 4 sào nhá. Bây giờ mình sẽ quay cho các anh chị xem từ đây vào cái lô đất nó gần như thế nào. Còn đây là đường đi ra thị trấn Chư Sê này. Cách thị trấn chưa tới 3 km. Đó, bây giờ mình ra thị trấn thì khoảng 1.5 cây, nhưng mà vừa về Cốc Mát thì khoảng tầm 3 cây nhá. Bây giờ mình sẽ dẫn các anh chị vào cái lô đất này. Hãy xem hết video và nhớ like bình luận cho mình nha. Let's go. Đây là cái lô đất vườn của mình. Hiện tại có một cái nhà gỗ ở cạnh và điện nước đã kéo tới nơi rồi. Trên sổ của mình là chiều mặt đường này là 30m các chị. Sâu vô là tầm hơn 100m nha. Và đường này nó kết nối với cái đường nhựa ngoài kia là khoảng tầm 100m là tới cái đường nhựa luôn. Lát mình sẽ quay cái đường nhựa cho anh chị xem nha. Lát mình sẽ quay từ chỗ đường nhựa vô đây là khoảng tầm 100m thôi. Và từ đây đi ra thị trấn Chư Sê chỉ khoảng 3 km thôi nha. Đường rất là rộng rãi và dân cư xung quanh ở cũng rất là đông đúc rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho anh chị xem một vài cảnh. Đây là cột điện đồ dây điện có sẵn, có sẵn tưới nước rồi giếng nước luôn, có nhà ở sẵn luôn cho anh chị luôn. Cái lô này tổng cộng là 3 sào 650m² nha, 3.650m² trên sổ luôn anh chị ạ. Đấy, ở đằng trước này có một cái sân đã cán bê tông rồi này. Sân này thì sau này mình có thu hoạch thì mình sẽ phơi cà phê tiêu ở đây. Ở cái trong cái vườn này thì đã trồng rất là nhiều các cái loại cây như là cà phê này, trồng mít, trồng bơ, vú sữa, có thu luôn này nha. Đây các anh chị thấy là cây bơ của mình này, bơ của mình đang ra trái rất là sai luôn, mới bút nha. Và ở trong vườn này mình cũng trồng rất là nhiều thứ luôn. Cái nhà gỗ này có thể ở tạm thời được này. Ngang của cái lô đất này là 30m và sâu vô hơn 100m. Tổng diện tích trên sổ là 3 sào 650m², là 3.650m². Bây giờ mình sẽ đi ra vườn mình quay cho các anh chị xem một số cây ăn trái nhá. Ở đây thì là đất đỏ ba gian này, đất đỏ ba gian rất là tốt luôn. Đây là mít này, các anh chị thấy sai không? Đó, mít này đang ra trái rồi này, quá trời trái mít luôn. Rồi rất là nhiều loại cây, mình sẽ quay cho các anh chị xem cà phê rất là tốt. Cà phê này chắc khoảng năm thứ năm rồi. Đây là cây sầu riêng này các chị, sầu riêng đất rất là tốt luôn. Đây mình quay cho các anh chị xem này. Ở đây thì căn nhà của mình là có đầy đủ thứ để mình có thể ở đây nhá, ví dụ nhà vệ sinh này, giếng nước, giếng đồ này, nhà gỗ thôi. Đây giếng nước này, có sẵn điện nước tưới luôn này. Đó, anh chị thấy điện nước tưới luôn nhá. Rồi cái lô đất của mình rất là vuông vức nha, có hàng rào xung quanh rồi. Nè, các anh chị xem cây bơ này rất là bự luôn. Trồng cau, tiêu, rồi tất cả các loại ăn trái ở đây. Dừa này, các anh chị thấy dừa tốt không? Nói chung cái nhà này, cái lô đất này là đất hiện tại là đất nông nghiệp nhưng mà có thể lên thổ cư được. Đây là cây chanh này, đất nông nghiệp có thể lên thổ cư được các chị nha. Và hiện tại thì mình vừa ở vừa làm vườn luôn, rất là thích hợp cho anh chị nào muốn làm vườn và có nhà ở sẵn này. Đây là một cây mít khác rất là bự luôn, có trái sẵn rồi các chị nha, nguồn thu có sẵn luôn và giá rất hời luôn các chị. Hiện tại bán giá là khoảng 3 sào 650 nha, là giá hiện tại đang chào bán là 550 triệu, còn thương lượng. Đây mình quay tiếp cho anh chị nha. Tiêu này, rồi ở đây này các anh chị thấy là cây chôm chôm này rất là lớn luôn. Chôm chôm này đã ra trái rồi đó. Hiện tại không phải là mùa chôm chôm nhưng mà tới mùa chôm chôm thì rất là nhiều trái nha.
Rồi các anh chị thấy cà phê tươi tốt không? Đằng xa là một cái cây gọi là cây sầu riêng rất là bự luôn. Mít rất là nhiều, chôm chôm nhãn, cà phê. Đất đỏ Ba Gian này các chị xem, đất đỏ Ba Gian rất là tốt luôn. Hiện tại bên mình cũng đang tưới cà phê luôn này. Đó, ống này có sẵn rồi nhá. Đây là cây cây nhãn này. Nó sâu vô khoảng hơn 100 mét các chị. Ồ, đây là một cây tiêu này, anh chị thấy tiêu này. Rất là nhiều trái luôn này. Đó, đã chưa? Có sẵn nguồn thu luôn các chị nhá. Một năm thu khoảng tầm 40 đến 50 triệu. Đó, đối với khoảng tầm hơn gần 4 sào cà phê, trái cây. Đây tiêu này, xuất sắc luôn, rất là nhiều trái luôn nhá. Rồi nhãn các kiểu. Mít, bơ, sầu riêng chôm chôm. Đó, rất là thích hợp cho những anh chị nào muốn làm vườn hoặc là về nghỉ dưỡng nha. Trồng đầy đủ các loại cây trái cây rồi. Đằng sau này còn trồng rất là nhiều mít này và cà phê rất là lớn này. Đó, đây là cây sầu riêng này các chị. Bây giờ ở đây có cây tiêu này ra cũng rất là tốt luôn này. Cây tiêu còn nhỏ thôi nhưng mà trái rất là sai. Cái đất này rất là phù hợp với tiêu này. Hiện tại là cây lô này là ở xã Ia Bà Lan, cách trung tâm thị trấn chỉ khoảng 3 km thôi nha. Đây là cây cây nhãn này rất là tốt luôn. Ổi này các chị, ổi bơ, sầu riêng các kiểu. Đây cái ranh của mình là tới đây này, tới sát cái ổi này. Cái ổi là thuộc đất của mình nhá, vuông vức luôn, trái ổi rất là nhiều luôn, ổi rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ra đường quay cho anh chị một lần nữa nhá. Cái giá của bên mình là 550 triệu, còn thương lượng bao sang tên cho các chị luôn nhé, có sổ sẵn luôn nha. Đằng xa là cái bơ này, rất là sai trái này các chị thấy không? Bơ này sai lắm các chị ơi. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để mình nhận được những cái bất động sản giá rẻ nha. Rồi đây ra tới đường này, đây là cây vú sữa này các chị ơi. Vú sữa rất sai luôn này. Đó, không biết là anh chị có nhìn rõ không, cây vú sữa rất là sai. Đây là mít này, rồi vú sữa này. Đường thể hiện trên sổ luôn nha mấy anh chị ơi. Đường thể hiện trên sổ luôn. Và bây giờ mình quay con đường ra cho anh chị xem. Rồi, bao sang tên, giá đầy đủ là 550, còn thương lượng. Xin chào và hẹn gặp lại sau nha. Chữ chữ C này thì người ta đặt là Hùng Vương. Những cái đường ở đây rất là rộng rãi và mình có thể đậu xe ở đường luôn nha. Ở chữ C này rất là hay, là có những cái khoảng cái chỗ là đường này, người ta làm những cái chỗ mình có thể đậu xe hơi xe máy rất là tuyệt vời. Ở đây các anh chị thấy là Thế Giới Di Động này, Cốc Mát, Bắc Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, FPT, ngân hàng, các loại ngân hàng ở đây. Đây là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này các chị. Chữ C này rất là phát triển và đầy đủ tiện ích cho chúng ta sống rồi, không cần phải đi đâu. Nên là trong bán kính tầm khoảng 500 mét đổ lại thì có tất cả mọi thứ nha. Đây là công viên The Parkler, một cái công viên cũng rất là lớn ở khu vực chữ C này, công viên trung tâm. Ở đây thì cũng có rất là nhiều tiện ích như của Đà Lạt luôn. Anh chị nào mà tới đây ăn uống thì trời sẽ lạnh, ăn cái lẩu gà lá é hoặc là làm cái gì đó ăn uống nhâm nhi ở đây thì tuyệt vời luôn. Đây là Thế Giới Di Động này. Ở xung quanh cái chỗ đất của mình là có tất cả mọi thứ gì ạ, từ Thế Giới Di Động này, yoga, ngân hàng, trường học, hay con cưng cũng ở đây. Các anh chị thấy con cưng không? Là những cái tập đoàn rất là lớn. Ở kế bên là HD Bank, rồi tiếp theo là Viettel, Vinaphone, vân vân. Đây HD Bank, Viettel, tất cả những tập đoàn lớn về đây hết các anh chị. Chi cục thuế nằm ở đây, cây xăng dứt, và đây có cái biển là sẽ phấn đấu thành thị xã Chi Xê này. Chắc là mình sẽ quay cho anh chị cái biển đó cho anh chị. Rồi cái gì cũng có vậy nè. Đây là đường Hùng Vương, là đường quốc lộ 14. Đường này nó sẽ thông với lại đi lên thành phố Pleiku, từ đây lên thành phố Pleiku khoảng tầm 30 km, và có sân bay Pleiku nha. Đây là ngân hàng BIDB, kế bên là Vietcombank, rất là phát triển luôn, cái gì cũng có ở đây luôn cái gì nha. Và thông với lại Pleiku rồi Kon Tum rồi về các cái tỉnh miền Trung miền Bắc, như là chỗ này mình sẽ đi tới miền Trung là đi qua thành phố Quy Nhơn, là một cái thành phố du lịch. Thì tiếp theo là đi ra Quảng Nam, Đà Nẵng đó, về các kiểu Thừa Thiên Huế rồi miền Trung. Rồi ra miền Bắc, Hà Nội, vân vân. Đó là con đường này thông qua, những con đường này nó sẽ thông qua tỉnh Tây Nguyên và những cái tỉnh miền Bắc, miền Trung, là quốc lộ 14 ở đây. Đó, về tiếp theo về ngược lại thì về Buôn Ma Thuột này, đó, về Buôn Ma Thuột, về Nha Trang cũng đi đường này được luôn. Thông có một cái đường quốc lộ 29 thông với lại Nha Trang. Đây Sacombank, mọi thứ đều có ở đây. Tất cả ngân hàng lớn mình thấy là nó có mặt ở đây hết rồi các chị ạ. FPT Shop này. Đó, các anh chị nào quan tâm thì liên hệ với mình, còn rất nhiều lô đất rẻ mình có thể đầu tư. Các anh chị có thể điện thoại với mình để bên mình tư vấn thêm cho các anh chị. Và ở đây thì bên mình cũng sẽ phát triển một cái mô hình nhà gỗ trong tương lai, và có giao hàng, có lắp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào ở Hồ Chí Minh muốn làm nhà gỗ kiểu biệt thự tuyệt đẹp thì hãy liên hệ với mình, giá rất rẻ, rất hời luôn các chị ạ. Chỗ toàn là gỗ quý luôn. Qua mình tới cái xưởng toàn là gỗ hương này, gỗ đỏ vân 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 vân. Chỗ này là ngã tư đồng hồ của Gia Lai, ai cũng biết hết. Và bây giờ mình quay một vài thắng cảnh của Gia Lai nha. Đây là cái ruộng bậc thang
mình thấy là ở bên Chị Xuyên này, cách cái trung tâm thị trấn Chị Xuyên này khoảng tầm 5 km, là mình thấy cái bậc thang này rất là đẹp luôn này. Và anh chị nào yêu thích view bậc thang hay view ruộng như vậy thì liên hệ với mình sẽ kiếm cho anh chị một vài cái lô đất view đẹp như vậy luôn anh chị nhá. Đây là thị trấn Chị Xuyên nhá, không phải ở đâu xa, không phải ở miền Bắc, mà cái ruộng bậc thang này ngay thị trấn Chị Xuyên này rất là đẹp, có đường nhựa đi vô qua luôn, rất tuyệt vời nhá. Đó, và tiếp theo là cái vườn dâu này cũng ở Chị Xuyên luôn. Cái này thì nó nằm ở huyện Đắk Đoa thì phải, Đắk Đoa của Gia Lai, và cách Chị Xuyên còn tầm 12 đến 14 km thôi, là mình tới cái vườn dâu này. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với mình, dâu cũng có thể trồng được ở Chị Xuyên nha. Đất ở Chị Xuyên là đất đỏ Ba Giang và đất rất là tốt màu mỡ, trồng đủ mọi thứ cây từ cà phê đến các loại trái cây và cả dâu tây nữa, vì bởi vì thời tiết ở đây cũng rất là phù hợp nha, phù hợp như của Đà Lạt đó, sẽ lạnh. Còn đây là cái thác Phú Cường này, rất là đẹp. Còn đây là cái bảng mà mình hứa chụp cho anh chị này. Ở đây là những cái hình ảnh cuối cùng về cái video này. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với mình nha, nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video sắp tới giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.